bảo. Nói đi. Không biết làm nào rồi. Sao? Có thai rồi. Cái gì? Có thai rồi, làm nào giờ? Này làm ra. Em có thai rồi, làm nào giờ? Em không biết làm nào. Bỏ. Cả đời này em không tha thứ cho anh. Chia tay đi. Hello, xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với channel của Hà Hip nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề những cuộc gọi định mệnh. Và nội dung của cuộc gọi định mệnh ngày hôm nay đó chính là gọi điện cho người yêu và báo tin rằng mình đã có thai. Một cái chuyện như vậy mà tụi bay dám làm á hả? Để xem là phản ứng của những chàng trai khi biết là người yêu mình có thai, họ sẽ phản ứng như thế nào cũng như họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào nha. Và các bạn đừng quên bình luận những cái ý tưởng về những cái nội dung của những cuộc gọi định mệnh xuống phía dưới để mình sẽ tham khảo và mình sẽ thực hiện cho các bạn xem nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp những người lạ và cho họ trải nghiệm cái thử thách này nha. Ok, đi thôi. Ok, rất là cảm ơn vì bạn nhận lời tham gia cái trải nghiệm ngày hôm nay của mình. Đầu tiên thì bạn hãy giới thiệu sơ qua về bản thân cho mọi người được biết đi. Là bạn tên là gì, sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu? Mình tên là My, sinh năm 2003. Chưa 18. Đến từ Hải Dương. Ok, thì cái trải nghiệm ngày hôm nay mà chương trình muốn đặt ra cho em ấy, đó chính là em đã có người yêu chưa nhỉ? À, em có rồi. À, có, đang có người yêu rồi đúng không? Ok, vậy thì em hãy gọi điện cho người yêu mình và báo với anh ấy rằng là em có thai. Để xem là phản ứng người ấy sẽ như thế nào. Nhưng mà em phải kiểu như nói làm sao để cho anh ấy tin là em có thai thật, hiểu không? Và phải tỏ ra kiểu rất rất hoảng sợ để xem phản ứng người thanh niên ấy như nào nhá. Nào, gọi điện đi. Ai hốt thì mà. Em hãy bật loa ngoài lên cho mọi người được nghe cái cuộc trò chuyện này nhá. Anh nhà luôn. Alo. Alo. Anh ơi. Ai? Đang làm gì vậy? Đang ngồi xem chú đánh cờ. Em bảo. Hả? Em bảo. Nói đi. Không biết làm nào rồi. Sao? Có thai rồi. Ôi giời ơi. Cái gì? Có thai rồi, làm nào giờ? Đi mà mày con, đi mà tao lấy mày. Em có thai rồi, làm nào giờ? Em không biết làm nào. Đùa. Đùa gì mà đùa, em nói thật đi. Em bao giờ đùa anh gì chưa? Thế sao mà có này? Sao lại không có được? Thật không? Thật mà, mới em thấy đến tháng bị chậm rồi. Mới một tuần ấy. Mới thôi. Để xem nào. Xem nào là xem thế nào? Em còn có không ơi? Xem như nào nữa? Có thật thì em mới bảo có thật, em thử 2-3 lần rồi. Sao bây giờ mới nói? Thì từ tối giờ em không biết làm thế nào thì em mới nói với anh. Tới giờ chẳng thấy biểu hiện gì cả, chẳng bây giờ thì nói đấy. Thì lúc chiều ấy em trả lời tin nhắn, không trả lời tin nhắn ấy. Thì em thử, em không biết làm nào bây giờ em ấy. Bây giờ em mới nói với anh, làm nào giờ? Em ơi, mình làm để hay là bỏ? Bỏ? Để hay bỏ? Để bỏ, nào cũng khó hết em. Nhưng mà em không bao giờ muốn bỏ em bé đâu. Không muốn bỏ thì để. Để, nhưng mà em còn đi học. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Thế nào cũng muốn thì làm nào. Thế thì anh là như nào? Quan trọng vấn đề là em này. Em ơi, nhưng mà theo anh thì làm nào bây giờ? Theo anh thì anh cũng không muốn bỏ. Bỏ phải tội lắm. Ừ, thì em cũng không muốn phải bỏ. Thế cưới à? Ừ. Cưới nhá. Chị cưới. Luôn à? Ừ. Nuôi em à? Ừ. Yêu em không? Yêu nhá. Em đuổi. Xem anh như nào trời. Thử thách gì? Run không? Cái gì? Run không? Run này bình thường. Quá là điều bình thường luôn. Tốt
thôi, mày đừng có mồm két, mày đừng có mồm điêu đi. Thôi nhá, đợi em bé nhá. Súng ống của mình vẫn ổn. Đợi em bé nhá. Ừ à. Vâng, yêu anh. Ừ, yêu em. Trời ơi. Trời ơi, cảm thấy yêu chất lượng đấy à. Ông nờ luôn. Ở đâu ra có cảm thấy yêu chất lượng thế này nhở. Ôi, cưới luôn, cưới luôn. Cưới luôn, bảo là được, chất lượng đấy. Bạn cảm thấy nhờ sau khi tham gia cái trải nghiệm này của chương trình mình? Cảm thấy yêu người yêu mình hơn. À, người yêu với tôi còn yêu đấy. Được đấy, còn người yêu chất lượng đấy. Cảm thấy yêu người yêu mình hơn, cảm thấy trân trọng nhiều hơn. Ờ, bạn ấy sinh năm bao nhiêu nhỉ? Anh có tuổi rồi. À, thế à, thế bảo sao mà ông ấy không thấy run. Ông ấy lại ok luôn. Ừ, người ta chín chắn mà. Ờ, ok. Thế thì rất là chúc mừng bạn, bởi vì bạn đã có một người yêu ok như thế. Rất là tốt. Anh ấy đáng để bạn có thể nương tựa vào ấy. Cảm ơn bạn vì đã nhận lời tham gia chương trình của mình. Dạ, em chào anh, em là Linh. Em sinh năm 2001. Hiện tại đang sống ở Hà Nội. Ok, anh có một câu hỏi dành cho em là em đã có người yêu chưa? Em có người yêu rồi. Ok, có người yêu rồi đúng không? Thế thì cái thử thách ngày hôm nay mà anh muốn em tham gia trải nghiệm đó chính là gọi điện cho người yêu và thông báo là mình đã có thai để xem phản ứng của người yêu của em sẽ như thế nào và bạn ấy sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Ok? Dạ được. Em nghĩ là người yêu của mình sẽ như thế nào? Em nghĩ chắc là anh cũng rất là bất ngờ nhưng mà cũng sẽ chấp nhận. Ok, anh cũng mong như vậy. Alo. Alo anh à. Ờ, sao đây? Ờ, em có chuyện này muốn nói với anh. Ờ, nói đi, anh đang ngồi với bạn anh. Em có bầu rồi. Thôi, để mình toàn một này. Thôi, đừng đùa nữa. Không đùa đâu. Tôi chơi nhá. Em đùa anh làm gì? Em nói thật mà. Thôi, đừng đùa nữa. Anh không thích đùa đâu. Rõ ràng là tháng vừa rồi mình tránh hết mà. Nó sao mà tính được. Nhưng mà em... Hôm nay em có dấu hiệu xong rồi đi thử hai vạch mất rồi. Làm sao mà lại hai vạch được không? Anh có nhận không? Okay. Chắc gì ra là con của anh không? Rõ ràng trước, tháng trước em suốt ngày đi đêm với bạn em không biết là anh dỗi em bao ngày à? Dỗi thì em chả bao giờ em là làm mấy cái trò đấy. Đấy không, chắc chắn không phải là con của anh. Đấy là con của anh. Bây giờ... Chắc chắn là con của anh. Bây giờ em nghe anh nói này. Chúng mình còn trẻ đúng không? Anh vẫn còn đang đi làm việc của anh. Em còn trẻ, em còn chơi bời. Anh nghĩ là em nên... Bỏ đi. Gì? Anh bảo gì cơ? Anh nói lại em rồi. Thôi, ông nhận đi. Ông đừng quan tâm là con của anh đâu. Em bỏ đi. Rồi sau này anh sẽ đền đáp em sau được không? Này, nghĩa là nhá. Anh vừa anh... phải thôi. Bây giờ em đừng đùa nữa, bạn bè anh rất ngồi đây. Bây giờ nhá, em nghe lời anh, em mang đi, em bỏ con đi. Bỏ cái gì mà bỏ? Đâu. Anh không biết. Em thà bỏ anh còn hơn là bỏ con nhá. Mẹ anh không thích em, anh không đồng ý lấy đâu. Em muốn cười vừa chứ. Anh ác thế. Ác cái gì? Cái con của anh, mày anh bảo anh là giết nó như thế à? Em cứ muốn ai anh. Mình đã nói ngay từ đầu rồi, anh bảo em phải phòng tránh cũng nuốt vào. Anh mua em đặc biệt để nhà em không uống à? Em bị điên à? Bây giờ lỡ rồi làm nào? Bây giờ lỡ rồi mà anh bảo bỏ con đi ạ? Này, đấy, anh không biết là có phải con anh không. Nhưng mà kể cả là con anh cũng... Tầm này anh cũng chưa muốn có. Ngày em ở đấy tối anh đưa em. Tí nữa anh đưa em đến phòng 84. Ngày mai đi anh đưa em đi bỏ. Anh không nhận đâu, anh không cưới. Em... Anh không... Em không bỏ đâu. Anh không cần biết, thế thì tự em đi mà đẻ một mình. Em vừa đấy.
bạn cảm thấy như nào sau khi người yêu mình phản ứng như thế? Em không còn gì nói nữa. Anh ấy gọi lại này, nghe để xem. Bà sẽ nói là đây là chỉ là một trải nghiệm thôi. Bật ra ngoài đi. Tự nhiên em bắt máy của anh đi. Ra nãy giờ em đùa anh đấy. Ê, chỉ một trải nghiệm thôi, em chơi game show. Tụ cái gì? Chuyện này mà em mang em đùa được à? Thì em thử lòng anh thôi, xem anh như nào. Không nghĩ là anh khốn nạn như thế đâu ấy. Không, ý anh không phải là như thế. Nhưng mà anh xin lỗi. Tại vì vừa nãy là anh ngồi với bạn bè anh hơi quá chén một chút đấy. Lươn lẹo. Anh... Thì anh qua đón em đi chơi nhá. Và anh đang hơi mệt một tí. Mệt cái gì rồi? Không lỗi lầm gì cả. Thôi, lỗi nữa. Tí đưa đi chơi nhá. Em tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi? Thôi, chờ em lắm. Em lắm luôn đi. Cả đời này em không tha thứ cho anh. Thôi đừng khóc nữa. Anh biết là em đùa mà. Anh lớn rồi, anh cũng không bao giờ có suy nghĩ gì cả. Anh cứ ham chơi ý. Anh suốt ngày đi chụp ảnh đi. Thôi lấy đi, xin lỗi. Chia tay đi. Sao đau đớn thế, giá ngày đâu đừng nói câu thương nhau, giá ngày đâu trái tim không lỗi nhịp, giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi, có lẽ tình mình nay đã.